là một trong những hoạt động thuộc Tuần Văn hóa Du lịch Gia Lai năm 2022, phục dựng nghi lễ mừng nhà rông mới, bỏ mã, lễ cưới truyền thống đã phần nào thể hiện sự đa dạng, giàu bản sắc văn hóa của cộng đồng người Gia Lai ở Pleiku. Với nghi lễ đám cưới truyền thống, các nghệ nhân Gia Lai của phường Đống Đa, thành phố Pleiku đã tổ chức phục dựng một cách đầy đủ và ý nghĩa. Ở đám cưới, nhà gái chủ động chuẩn bị rượu cần, đồ lễ đón đoàn nhà trai. Sau các nghi lễ, rửa tay, trao nắm cơm, trao vòng cho cô dâu chú rể, thì cô dâu và chú rể chính thức trở thành vợ chồng, và sau lễ cưới, người chồng sẽ về ở rể bên nhà gái. Nghi lễ này phản ánh vai trò của người phụ nữ trong gia đình và thể hiện nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của người Gia Lai. Yêu nhau là yêu nhau, nhưng mà chưa cho đám cưới, gia làng chưa biết, và bạn nghe nhân hoặc là lừa hát họ như kia là chưa chấp nhận, là buôn làng là cũng chưa chấp nhận, là chưa dám cưới. Đi hỏi thôi, thăm hỏi thôi, thăm hỏi hai bên là biết là quen nhau rồi đó, mình phải thăm hỏi. Nếu mình nhất trí có mốt là ba gia cùng nhất trí, con bò một, con heo một gạt, đám cưới cho đây mình ở đây là mình thích vui rồi. Đó, trong đây là có mát, có cây, có gì, anh em phải đông quan trường này nè, càng vui hơn. Nhà rông vốn được xem là trái tim của mỗi ngôi làng. Vì thế, nghi lễ cúng nhà rông vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay và là một trong những lễ hội lớn của làng. Tại Tuần Văn hóa Du lịch, các nghệ nhân làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku tái hiện lại lễ cúng nhà rông với đầy đủ các lễ vật, bài tế, cảm tạ thần linh đã ủng hộ giúp dân làng và cầu xin được bình an phát triển. Lúa mới mừng nhà rông, cúng nhà rông, lúa mới đến lịch trên trời nơi là có khách đồng đây là ông già là rất mừng cho mấy khách du lịch thành phố này đến đây là dự là rất mừng biết mang món trang phục của nét của dân tộc Gia Lai của mình là rất là đặc sản, trang phục mặc khố mặc hòa khảo là rất là đẹp và trong quan trường. Đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt đời sống tâm linh, lễ bỏ mã diễn ra cũng là lúc người sống và người đã khuất không còn ràng buộc. Các nghệ nhân làng Pleiku Ró, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku tham gia phục dựng trong sự hào hứng. Già làng đánh một hồi trống, gọi mọi người đi xung quanh nhà mộ để báo cáo với các thần linh. Thay mặt con cháu, người thân già làng nói lời tiễn biệt cuối cùng với người chết. Suốt thời gian diễn ra lễ bỏ mã, thanh niên trai tráng trong làng luôn giữ cho tiếng chiêng âm vang khi chậm rãi, buồn bã, nhịp điệu tiễn đưa khi thúc giục mời gọi mọi người cùng đến tham gia lễ hội. Và cái chương trình này là được mang gợi cho nhiều cảm xúc cho khán giả và mọi người được biết đến cái lễ hội và truyền thống văn hóa của người Gia Lai. Còn cái ý nghĩa của lễ bỏ mã là mình bỏ người chết đi, là mình bỏ người sống, là người sống như mình bỏ là không có quan tâm đến người chết nữa, là bỏ và được gọi là lễ bỏ mã. Người dân và du khách đến với Tuần Văn hóa Du lịch đã được chìm đắm vào không gian lễ hội với các nghi thức lễ hội truyền thống của cư dân bản địa. Một không gian đậm nét làng giữa lòng thành phố đã để lại trong lòng mọi người những ấn tượng khó quên. Từ cái tuần lễ văn hóa du lịch đây này, cô thấy rằng là đông người quá đó. Thế rồi hội chợ thì rất là vui, và đặc biệt là những cái lễ hội phục dựng nền và cái bản sắc văn hóa dân tộc ở đây á, thì cô thấy lạ mà cũng là rất là hay. Bởi vì có nhà rông này, có tượng nhà mồ này, rồi múa phục dựng cái nét văn hóa dân tộc, lan tỏa cái này để cho nhiều du khách ở địa phương mình cũng như là tỉnh ngoài về đây để mà tham quan du lịch, để biết được cái bản hoa sắc văn hóa của tỉnh Gia Lai mình.